Chào mọi người, đây là buổi 80 trong hành trình cải thiện phát âm. Hành trình được chia làm 8 khóa, mỗi khóa gồm có 40 bài. Bài số 80 này là bài cuối cùng trong khóa số 2. Thì trong hành trình này mình sẽ hướng dẫn các kỹ thuật phát âm, các âm trong bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA. Và mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật cắt âm, nối âm, cắt cụm trong các bài truyện James. Mình đang ở kênh TikTok từ vựng tiếng Anh từ số 0. Hôm nay là bài truyện James Advertisement. The Advertisement này nó sẽ có hai cách đọc. Thì một xíu nữa vào bài mình sẽ hướng dẫn các bạn Anh và Anh Mỹ nó khác nhau như thế nào. Chào bạn Thùy Linh nha. Advertisements are increasingly popular on TV or on social networking sites. They are normally very attractive due to music, scenes, or characters. They are not usually too lengthy, in just a few minutes, but they bring advantages to the manufacturers. They can advertise products to customers effectively and encourage them to purchase the products. Ok, rồi từ đầu tiên mình có là advertisement. Tuy nhiên thì cái từ này nó sẽ có Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Anh và Anh Mỹ ha. Nó sẽ có hai cách đọc. Với anh Mỹ, Advertisement. advertisement là nhóm vần 3. Advertisement. Nhưng mà anh thì là advertisement là nhóm vần 2. Nó chỉ khác nhau cái chỗ dấu nhấn á. Dấu nhấn cho nên nó sẽ khác nhau cái nguyên âm ở đây luôn. Advertisement, còn ở đây là advertisement. Nguyên âm thứ nhất và nguyên âm số 3 sẽ khác nhau ha. Thường thì mình đọc bên US cho nên mình đọc là advertisement. Are increasingly. Increasingly, increasingly. Increasingly. Đối với từ increasingly này thì nó có 4 vần và dấu nhấn rơi vào vần số 2, increasingly. Nó rơi vào vần số 2 cho nên là mình sẽ lên giọng ở vần số 2 ngay chỗ cre. Và các bạn lưu ý là ở đây mình có âm k ha, k chỗ này. Vậy thì mình sẽ đọc là cre cre cr cr cr. Chứ không đọc là re hay là cre ha. Âm k chỉ là âm đệm như thôi. E với n là e với n là n. Re là cre, si, sing, lì, với y là lì, increasingly. Chỗ nào có dấu nhấn thì mình sẽ lên giọng, còn lại mình sẽ xuống giọng ha, increasingly. Popular. Popular, từ này thì cũng khá là quen thuộc rồi ha, popular. Popular ở đây mình có 3 vần, mình có một dấu chấm, hai dấu chấm, mình cắt vần ra. P với a là pa, p với y là p, l với ơ là lơ, xuống giọng là lơ. Popular, popular. On TV or nguyên cụm này là mạng xã hội, social networking sites. Social. Social. Ở đây mình thấy xuất hiện hai âm sờ, cái độ bật, cái độ đẩy hơi khác nhau. Âm này là âm sờ nhẹ, âm sờ nhỏ, thì mình sẽ hơi căng miệng một chút thôi. Mình đọc khá là giống âm sờ của tiếng Việt là so so. Tuy nhiên là âm sờ bên đây là âm sờ nặng, mình sẽ cong lưỡi, cuộn lưỡi vào bên trong và đẩy luồng hơi mạnh ra là sh, sh.
với o nguyên âm là so nên giọng là so, sh với lại là sh, cong lưỡi âm l nên là so, so, social, social. Mình tắt rung cái điện thoại cái nha. Ok. Rồi, tiếp theo mình có từ networking. Networking. Networking thì mình lưu ý là nhấn ngay chỗ vần 1, cho nên là mình sẽ đọc là networking, là. Các bạn lưu ý cái dấu nhỏ nhỏ phía trên đây gọi là dấu nhấn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vần bên tay phải. Mình sẽ lên giọng, thường thì mình sẽ để tông giọng cao là dấu sắc á. Còn những cái vần còn lại không có dấu nhấn thì mình sẽ xuống dấu huyền. Với E là ne, bật âm tờ như là net, net, lên giọng là net. W này giống như âm W của tiếng Việt, chu nhỏ miệng sau đó mở môi từ từ to ra một chút. Âm ơ cong lưỡi là W, xuống giọng là W. Bật hơi với E là khi, thêm âm ngờ như là kiền, xuống giọng kiền. Networking sites, networking sites. Rồi mình đọc lại nha. Advertisement, increasingly popular, social, networking. Rồi, advertisement ở đây đang là chủ ngữ. Are là động từ to be, increasing là trạng từ, popular tính từ. Thì tính từ ở phía sau mình sẽ cắt ngay chỗ popular. On TV, đây là cụm giới từ, gồm có giới từ và danh từ. Or, từ nối mình cắt ra. On social networking sites, đây cũng là cụm danh từ, nhưng mà danh từ là cụm giới từ, mở đầu bằng một giới từ và một cụm danh từ. Cụm danh từ ở đây thì nó hơi dài một chút, tuy nhiên là cũng không quá dài, không đủ, không không có đến nỗi mà các bạn bị hụt hơi, cho nên là mình không nên cắt những cái cụm cụm ra như vậy ha. Mình cắt từng cụm riêng biệt. Vậy thì advertisement are increasingly popular on TV or on social networking sites. Advertisement, những cái từ mình tô màu vàng thì mình sẽ lên giọng, còn lại mình sẽ xuống giọng. Tiếng Anh nó khác tiếng Việt, nó sẽ có lên và xuống giọng để cho cái câu của mình nó mượt, nó tự nhiên hơn. Advertisement lên or xuống nè. Increasingly popular on TV or on social networking sites. Nó đọc thô ra là như vậy. Còn khi mà các bạn tập luyện đủ nhiều thì các bạn sẽ đọc nó mượt mà hơn, nó trôi chảy hơn, nghe nó tự nhiên hơn. Advertisements are increasingly popular on TV or on social networking sites. Đây, tiếp theo mình có từ normally. Từ normally này thì cũng thường gặp, các bạn cũng có thể sử dụng trong giao tiếp cũng được. Normally này có nghĩa là thông thường hoặc là thường thường. Normally. Normally. Tuy nhiên các bạn lưu ý giúp mình, ở đây mình có một cái âm, nó là âm UR, có âm R phía sau, cho nên là mình phải cuộn tròn cong lưỡi lên gồng âm R để cho nó ra cái chất của Anh Mỹ ha. Âm UR ở đây mình sẽ chu môi, hớp má vô. UR, nor, mờ, lì, normally. Attractive là thu hút, hấp dẫn. Attractive. 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 Ở đây mình có dấu nhấn ra vần 2 và các bạn lưu ý âm ca ở đây. Nếu các bạn chưa quen thì các bạn có quyền chặn hơi. Mình sẽ nâng góc lưỡi lên, chạm vào miệng ở phía trong ngay chỗ mình nuốt nước bọt á. Thì mình sẽ nâng cao góc lưỡi lên ngay chỗ đó để mình chặn luồng hơi. Sau đó mình sẽ hạ góc lưỡi xuống để mình bật âm ra, cổ họng không rung. Tuy nhiên khi các bạn đã khá là quen, các bạn đã tập được 5 lần, 10 lần, thậm chí 20-30 lần, thì các bạn nên bật âm ca nhẹ để cho cái âm của mình nó sắc nét ha. Attractive, attractive. Đó, nhẹ chứ không có là attractive. Ha, nhẹ xíu, attractive.
due to music, scenes or character. À, lấy từ này ha. Character. Character. Character ở đây mình có ba vần và dấu nhấn rơi vào vần đầu tiên. Vậy thì mình sẽ theo công thức là dấu sắc xong rồi huyền huyền. Là, k với a là ke, r với ơ là r, hoặc âm k là rơ, xuống dòng là rơ. T với ơ là tơ, xuống dòng là tơ. Character. Character. Ở đây r là nguyên âm, cho nên khi thêm âm s vào thì mình sẽ đọc là z ha. Rồi mình đọc lại là normally. Gồng ha, gồng lưỡi lên, cong lưỡi lên. Attractive characters, những cái từ mình tô màu vàng thì các bạn sẽ lên giọng chú ý tập trung vào những cái từ đó, còn không thì các bạn lướt qua. Normally very attractive, chỗ này mình sẽ cắt due to music, dấu phẩy thì dĩ nhiên là phải cắt hơn một chút. Scenes or characters, các bạn lưu ý khi mình có cái liệt kê một, hai, and hoặc là or và cái số 3 thì số 1 và số 2 mình sẽ lên giọng ở cuối từ và cái số 3 cái cuối cùng mình sẽ xuống giọng và dấu chấm thì mình xuống giọng luôn. Cho nên chỗ này mình sẽ đọc là they're normally very attractive due to music, scenes or characters. Right, từ tiếp theo. Usual. Sorry, nó thiếu cái lì, thiếu cái y. Usually. Usually, từ usually này các bạn thường gặp đúng không? Những cái trạng từ chỉ tần suất, chỉ sự thường xuyên. Từ khi mình học cấp 3 là mình đã làm quen với cái từ này rồi. Ở đây dấu nhấn rồi vần đầu tiên mình có âm d, ví dụ là you, lên giọng là you. J, ví dụ là true, xuống giọng là true. Xuống giọng, lì xuống giọng. Usually, usually, usually. Nhưng mà cái ờ này á, mình đọc nhẹ thôi. Usually, usually. Lengthy là lengthy. lengthy, lengthy là dài. Thì các bạn lưu ý giúp mình, ở đây mình có cái âm ngờ. Các bạn không đọc là len len, len là âm n, còn cái này là len. Mình phải ngân cái âm ngờ vô trong một xíu, ngân dài một xíu. Để ngân được âm này á, thì mình sẽ nâng gốc lưỡi của mình lên giống như mình chuẩn bị mình đọc âm ca vậy đó. Giống như là khẩu hình giống giống âm ca, nhưng mà mình sẽ ngân chứ không đọc là ngờ ngờ ha, nó chỉ là một cái âm thôi. Với e là la, ngân âm ngờ ra là lan. Th đưa lưỡi chỗ nhọn cái đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng, đẩy hơi nhẹ nhẹ ra, cổ họng không rung. Với y là phi, xuống dùng là phì. Lan phì, lan phì. Đây, từ tiếp theo. Advantage. Advantage. Từ này á, khi mà mình tra từ điển thì nó sẽ không có cái S ở phía sau này. Nó chỉ là nguyên gốc của nó là advantage, tới chữ E thôi. Thì ở đây mình có là it, ơ với d là it. V là ve, lên dấu sắc là ve, âm n vô là ven, t. Âm tờ mà có dấu nhún như này đọc âm t. Sorry, nó bị lệch cái điện thoại. Âm tờ mà có dấu nhún như thế này thì đọc là t, là t. E là t, xuống giọng là t. T bật âm t ra. T, advantage. Tuy nhiên thì ở phía tận cùng mình có cái âm t, thì khi thêm s vào mình sẽ thêm một vần nữa là is. Advantages, advantages. Rồi tiếp theo.
Manufacturer. Manufacturer, từ này khá dài ha. Manufacturer, ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5 vần. Dấu nhấn chính nó rơi vào vần 3. Và cái dấu dưới này thì gọi là dấu nhấn phụ. Thì cái vần mà ở bên tay phải dấu nhấn phụ, mình sẽ để thanh ngang, mình không lên sắc hoặc là không có xuống huyền. Những cái từ nào mà không có dấu nhấn thì mình sẽ xuống huyền, có nghĩa là mình sẽ hạ giọng xuống. Còn những cái từ mà có dấu nhấn chính thì mình sẽ lên dấu sắc. La là manufacturer. Rồi mình đọc lại nha. Usually, lengthy, advantages, manufacturer. Rồi những cái từ mình tô màu vàng thì sẽ lên giọng, còn lại thì thôi xuống giọng ha, để cho cái câu mình nó không có bị quá là ngang. Rồi mình cắt nè. They are not usually too lengthy. Có dấu phẩy thì cắt. In just a few minutes, but từ nối cắt chỗ này. They bring advantages to the manufacturers. Rồi vậy bây giờ mình sẽ đọc nè. They're not usually too lengthy. In just a few minutes, but they bring advantages to the manufacturer. Manufacturers thì miễn sao. Rồi, tiếp theo, động từ quảng cáo thì mình có là Advertise. advertise. Từ advertise này thì nó sẽ nhấn vần một. Vậy thì mình sẽ đọc là ad, e với d là e, ad, lên giọng là ad, v ơ là vơ, xuống giọng là vơ, với i là toy, z ra là toys, xuống giọng là toys, advertise, advertise. Sản phẩm. Product. Ok, sản phẩm mình đọc là products. Products. Ở đây mình có một tổ hợp phụ âm pr và đây là tổ hợp thứ hai kater. Mình sẽ đọc là pra pra duct duct, nhưng mà kater chỗ này mình đọc âm ca nhẹ lại thôi. Product product, có âm sờ vô là kater sờ. Products products. Customer. Customer, customer, customer là khách hàng. Vậy thì ở đây mình có customer là dấu nhấn rơi vào vần một luôn. Âm k với ơ là k, thêm âm sờ là k, với ơ là t, xuống giọng t, với ơ là m, xuống giọng là m. Customer, customer. Effectively. Effectively, effectively, effectively này thì bốn bốn vần dấu nhấn rơi vần hai. Hạ thả lỏng miệng, âm này gọi là âm sure, là âm nước. Fair là fair, bật âm ca là fake, lên giọng là fake, fake. T với e là t, bật âm v là tiv, xuống giọng là tiv. L với e là ly, xuống giọng là ly. Effectively. Encourage là khuyến khích. Encourage. Encourage. Khuyến khích ai làm cái gì đó. Encourage. Vậy mình có dấu nhấn rơi vào vần 2. E là en, xuống giọng là en. K với ơ cong lưỡi là cur, lên giọng là cur. E với j là edge, xuống giọng là edge. Encourage. Sở dĩ nó có cái âm r là do cái âm ơ này nè, mình cong lưỡi, mình gồng cái lưỡi lên đó, thì nó nối với âm y này, nó sẽ nghe giống như là âm r. Encourage, encourage. Purchase. Purchase, các bạn không đọc là purchase ha, hay là purchase ha. Purchase, ở đây bê phở bằng p, với ơ là per, lên giọng là per. Ch, với ơ là ch,
thêm sợi là just, xuống dùng là just, purchase. Rồi, mình đọc lại nha. Advertise, products, customers, effectively, encourage, purchase. Rồi những cái từ mà mình tô màu vàng này mình sẽ nhấn, còn lại mình không nhấn ha. Sở dĩ mình nhấn là tại vì nó là danh động tính trạng, nó mang cái ngữ nghĩa của cái câu, giúp cho người nghe hiểu được người nói muốn nói cái gì. Còn những cái từ còn lại thì nó chỉ mang chức năng ngữ pháp mà thôi. Mình cắt nè. They, chủ ngữ, can afford advertise là cộng động từ. Advertise cái gì? Những cái sản phẩm mình sẽ cắt ở đây. To customers effectively and encourage them to purchase the products. Ok, thì mình đọc lại là they can advertise products to customers effectively and encourage them to purchase the products. Mình đọc lại nha. Advertisements are increasingly popular on TV or on social networking sites. They are normally very attractive due to music, scenes, or characters. They are not usually too lengthy, in just a few minutes, but they bring advantages to the manufacturers. They can advertise products to customers effectively and encourage them to purchase the products.